nhà đất Hằng Ni chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, giá cả hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng, Hằng Ni sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng mình vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị nhà. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Quang Trung thuộc phường 10 quận Gò Vấp để tiếp tục gửi khách hàng mình một căn nhà với kết cấu là một trệt một lửng ba lầu có sân thượng bên trên. Và ngôi nhà với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu vào là 18m nha. Được gia chủ thiết kế thang máy bên trong nhà với công năng sử dụng rầm radar ô tô, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ và phòng thờ, sân thượng trước sau rất là thông thoáng luôn. Đang được gia chủ ra bán với mức giá cực kỳ hợp lý. Nhà của mình thì thuộc hướng chính là hướng Đông Bắc nha, rất là phù hợp với khách hàng mình có hướng mệnh là Tây Tứ Trạch cũng như các hướng là Tây, Tây Nam và Tây Bắc. Và trước khi vào tham quan bên trong, hãy cùng Hằng Ni chúng ta quan sát con hẻm phía trước nhà nè. Đó, hẻm trước nhà của mình thì rộng lên tới 12m, có công viên, vỉa hè. Công viên nhỏ nhỏ nằm tại giữa đường luôn nè cả nhà. Hẻm chảy nhựa nha, nằm ngay khu dân cư xây dựng đồng bộ. Khu này thì tổng khoảng 20 căn nhà thiết kế đồng bộ. Khu dân cư ở hiện hữu đâu đó khoảng trên 50% rồi. Trong đây thì Hằng Ni đang có khoảng 6 đến 7 căn nhà đang kêu bán. Với khách hàng mình hãy nhanh tay alo cho em. Em sẽ hỗ trợ cho chúng ta tham quan thực tế cũng như là sở hữu ngôi nhà với giá bán tốt nhất nha. Căn này hôm trước Hằng Ni có quay, trong góc thì bán rồi nè. Đó, căn đó thì giá 16 tỷ rưỡi nha. Và căn hôm nay Hằng Ni quay với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu vào là 18m, đang được gia chủ ra bán chỉ 15 tỷ 200 triệu đồng thôi. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp chính với chính chủ. Cũng như Hằng Ni sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng mình vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị nhà nha. Tại khu vực này thì rất là thích hợp cho quý khách hàng mình vừa mua ở vừa mở văn phòng công ty. Nhà mình thì sát bên bệnh viện Hồng Đức cũng như là Cityland Nguyễn Nhân Lượng và mình cách ngã 5 sân bay chỉ di chuyển khoảng từ 5 cho đến 10 phút thôi. Đó, hai căn ngoài Hằng Ni cũng có bán luôn nha cả nhà. Em sẽ chèn link video ở dưới bình luận với khách hàng mình xem thêm nha. Một khu phải nói là cực kỳ VIP của phường 10 Quang Trung luôn. Rất là đáng sống cho quý khách hàng khi mà sinh sống tại đây nha. Đây. Và bắt đầu cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan kết cấu và thiết kế nha. Ngôi nhà thì được gia chủ thiết kế hiện đại mới nhất năm 2022. Mình có ban công nè, mỗi tầng trổ ra cũng như là đầy đủ hệ thống cây xanh luôn, kèm với những vân gỗ màu nâu rất là sang trọng và đẳng cấp. Và đây Hằng Ni di chuyển vào phía khu vực tầng trệt để chúng ta cùng tham quan. Nhìn từ phía bên ngoài thì được gia chủ thiết kế ra một lớp cửa 4 cánh, cửa sắt. Sơn theo màu xanh rêu rất là đẹp luôn. Và phía bên trong thì mình có một lớp cửa nhôm Sinfa kèm kính cường lực 10 ly nha. Tại khoảng không gian tầng trệt thì được gia chủ thiết kế làm radar ô tô. Mình có thể để được xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ cũng như là xe bán tải luôn. Đây, đá cao cấp nha cả nhà. Và phía bên trên là mình có một cái ô cửa lên sáng trực tiếp cho ngôi nhà nè. Kiến trời, đầy đủ hệ thống trần chìm giật cấp cùng với đèn trần chiếu sáng. Và hai phía bên thành tường, phía bên tay trái của Hằng Ni được gia chủ dán giấy dán tường theo tông chủ đạo màu xám nè. Nhà phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn, với công năng sử dụng rơm ra ô tô, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ kèm phòng thờ và sân thượng trước sau. Và đây, di chuyển vào bên trong thì mình có khoảng không gian khu vực toilet nha, được đặt tại nằm tại khu vực tầng trệt nè, có thể là dành cho khách hàng khi mà đến chơi nhà. Đầy đủ các trang thiết bị, bồn cầu, lavabo, vòi tắm hoa sen cũng như là gạch thì ốp phun trần luôn. Và phía sau toilet thì mình có thiết kế thang máy. Đó, quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Và cầu thang để di chuyển lên khu vực phòng khách phía trên nha. Nhà mình thì được gia chủ thiết kế lệch tầng,
cho nên là mỗi tầng đều có mỗi không gian sử dụng riêng, rất là thuận tiện luôn. Đây, cầu thang thì ốp gỗ đi kèm đèn led âm chân cầu thang nè. Sinh lão bệnh tử sinh, rất là đẹp luôn. Phong thủy phải nói là cực kỳ tốt nha cả nhà. Khu vực phòng khách thì được gia chủ mình trang bị đầy đủ các trang thiết bị nội thất như là sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tivi luôn nè. Và mình có quầy bar. Phòng khách thì thông tầng liền với trên, có hệ thống đèn trần chiếu sáng cùng đèn chùm rất là đẹp và sang trọng luôn. Nhà này thì được gia chủ thiết kế theo tông chủ đạo màu xám kết hợp với sơn nước màu trắng, đi kèm những nội thất màu nâu, quá đẳng cấp luôn nha cả nhà. Đây, quầy ba được gia chủ mình sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống ẩm và bảo hành cho quý khách hàng trong thời gian sử dụng. Nhà này thì phải nói là quá đẹp luôn rồi. Cũng như bên trên là mình có cửa sổ giếng trời nha, để ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà, thông thẳng từ phía tầng trời xuống dưới khu vực phòng sorry cả nhà, thông thẳng từ phía khu vực sân thượng xuống dưới tầng trệt luôn nha. Như bên trên là mình có cửa sổ giếng trời ánh sáng trực tiếp, thông thẳng từ phía sân thượng xuống dưới khu vực tầng trệt của ngôi nhà luôn, cho nên rất là thông thoáng và đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Cùng Hằng Ni chúng ta quan sát lại từ phía cuối ngôi nhà nè, và bắt đầu Hằng Ni sẽ di chuyển lên khu vực khoảng không gian tầng lẫn để chúng ta cùng tham quan nha. Được gia chủ thiết kế làm phòng bếp tại đây. Cầu thang được gia chủ mình ốp gỗ, tay vịn bằng sắt nè. Đây, khu vực không gian phòng bếp được gia chủ mình thiết kế đầy đủ, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tủ lạnh lớn hai cánh kèm bộ bàn ăn 6 ghế cùng đèn chùm bên trên. Mình đã có sẵn bồn rửa nè, máy hút mùi, là vi sóng luôn nha. Đây, cũng như là cửa sổ chỗ ra phía tầng lẫn bên ngoài, ánh sáng trực tiếp và rất là thông thoáng cho quý khách hàng khi mà sinh sống và nấu ăn tại đây. Một không gian cực kỳ đẳng cấp luôn, có tủ đựng rượu cho quý khách hàng mình luôn. Bên trong là gỗ, bên ngoài là kính màu trà nha, kính cường lực, quá đẹp. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên khoảng không gian khu vực lầu 1 để chúng ta cùng tham quan. Em sẽ di chuyển bằng thang máy nha cả nhà. Đó, đây, mình bắt đầu đi lên lầu 1 để tham quan các phòng ngủ phía trên nha. Thang này thì 450 kg, mình đi được mỗi lần là 6 người. Thang mới vừa bóc tem luôn, có bảo hành cho quý khách hàng trong thời gian sử dụng. Và đây, Hằng Ni đang có mặt tại khoảng không gian khu vực lầu 1 gồm 2 phòng ngủ được gia chủ thiết kế làm phòng ngủ thứ nhất nè. Nằm ở phía sau của ngôi nhà, đầy đủ các trang thiết bị luôn, giường ngủ, kệ tủ tivi, đây, tủ quần áo luôn nha. Và khoảng không gian này thì được gia chủ thiết kế làm giếng trời. Lúc nãy Hằng Ni có quay tại tầng trệt đó, mình có trồng những cái cây xanh nè, cho nên là đầy đủ ánh sáng tự nhiên cũng như là không khí thì rất là lưu thông. Mỗi phòng như vậy đều được gia chủ thiết kế làm một toilet bên trong phòng nha, đầy đủ các trang thiết bị bồn cầu, lavabo và gương soi. Gạch thì ốp phun trần luôn, rất là đẳng cấp nha cả nhà. Nhà mình thì tới hai cái giếng trời lận. Giếng trời ở cuối nhà, vì giếng trời nằm ở đối diện cầu thang. Đó, nhìn thẳng lên trên nè. Đầy đủ mảng xanh luôn và rất là thông thoáng. Và Hằng Ni di chuyển vào phòng ngủ thứ hai nằm ở phía trước, nằm ở phía trước của ngôi nhà để chúng ta cùng tham quan nha. Phòng này thì cũng được gia chủ thiết kế có toilet riêng bên trong phòng. Mình có bồn tắm nằm, bồn cầu, lavabo và gương soi đầy đủ luôn. Vòi tắm hoa sen, cửa thì sử dụng loại gỗ cao cấp nha. Gạch thì ốp phun trần theo tông chủ đạo màu xanh, xám và vàng nè, quá đẹp luôn. Và phía bên ngoài phòng ngủ thì được gia chủ thiết kế làm tủ quần áo lớn, dài đến 1m8,
và mình có kệ tủ tivi, giường ngủ, hệ tủ tách đầu giường. Và phía trước thì có ban công để di chuyển ra bên ngoài nha. Nằm tại khu dân cư xây dựng đồng bộ. Tại đây thì rất là thích hợp cho quý khách hàng mình vừa mua ở vừa mở văn phòng công ty, hoặc là mình cho thuê, có thu nhập hàng tháng rất là tốt luôn nha. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên khoảng không gian khu vực lầu 2 phía trên để chúng ta cùng tham quan. Và quý khách hàng mình khi xem, hãy nhớ cho Hằng Ni một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày nha. Cũng như mình quan tâm căn nhà này, hãy nhanh tay alo cho em. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế cũng như là sở hữu ngôi nhà với giá bán tốt nhất. Em xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều. Và em đang có mặt tại khoảng không gian khu vực lầu 2. Mình có thiết kế một phòng ngủ thứ 3. Phòng này thì kết cấu thì cũng giống như phòng bên dưới thôi, nhưng mà nội thất thì hơi khác một xíu nha. Mình có tủ quần áo nè, kệ tủ tivi, tủ đựng sách, giường ngủ, hệ tủ tách đầu giường. Bàn làm việc phải nói là cực kỳ đẳng cấp và sang trọng luôn. Bàn làm việc này quá tuyệt vời luôn. Hằng Ni là cực kỳ thích cái bàn làm việc của nhà này luôn nè. Và phía bên dưới thì được gia chủ mình ốp sử dụng là sàn gỗ nha, rất là sang trọng. Đây khoảng không gian ban công của mình. Đó, mở ra thì rất là thông thoáng. Nhà mình đóng cửa lại thì cách âm cực kỳ tốt luôn nha cả nhà. Nằm ngay khu dân cư xây dựng đồng bộ, dân cư thì rất là an ninh và chi thức, có camera quan sát 24/24 luôn, rất là an toàn cho khách hàng khi mà sinh sống và sử dụng tại ngôi nhà này. Mình thông thẳng ra phía bồn hoa bên đây luôn nè, rất là chắc nha cả nhà. Nhà này rất là nét luôn, mà với mức giá đang được gia chủ ra bán chỉ 15.200.000 thôi. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ni sẽ hỗ trợ cho khách hàng mình vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị nhà nha. Và mình di chuyển lên đây. Sinh lão bệnh tử sinh nha. Khoảng là tầng được gia chủ thiết kế dành hẳn một khoảng không gian phía sau để làm nhà tắm luôn, nhà vệ sinh. Mình có bàn trà nè, ghế ngồi, bồn tắm nằm, phòng xông hơi, rất là đẳng cấp luôn nha. Đó, lavabo, gương lớn kèm với bồn cầu và vòi tắm hoa sen đầy đủ luôn nha cả nhà. Này thì mình có phía trên là khoảng thông tầng nè, yến trời lên sáng trực tiếp cho phòng tắm, quá đẳng cấp, như một căn resort mini. Có xe chạy bộ luôn á, đẹp quá cả nhà ơi. Gia chủ mình có trồng những cái cảnh phía bên trong nè. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên khoảng không gian khu vực sân thượng để chúng ta cùng quan sát nha. Và ngôi nhà với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu vào là 18m, thuộc hướng chính là hướng đông bắc, rất là phù hợp với khách hàng mình có hướng mệnh là Tây Tứ Trạch. Và đang được gia chủ ra bán với mức giá chỉ hơn 15 tỷ một xíu thôi. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và em đang có mặt tại khoảng không gian khu vực sân thượng phía sau của ngôi nhà. Tại khu vực này thì đã được gia chủ đi sẵn đường dây cấp thoát nước cho máy lạnh, cũng như là sân phơi, mình có thể là trồng cây, trồng rau, trồng hoa, rất là thích hợp nha cả nhà. Gia chủ mình có trồng những cây cảnh sẵn rồi đó. Gạch thì ốp full cho đến cao khoảng 1m4 nha, cực kỳ sạch sẽ luôn. Di chuyển ra khoảng không gian phía trước để chúng ta cùng tham quan nè. Mình có ban công
bộ bàn trà có dù bên trên để che nắng che mưa luôn, quá đẳng cấp. Ở đây thì buổi tối gia đình mình có thể là tổ chức BBQ, mình ngồi uống trà, uống là cà phê, uống một ly rượu, phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn nha. Quá cả nhà ơi, nhìn xa ra thì mình thấy City Land luôn đó. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Em Ni trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em, cũng như khi xem hãy nhớ cho Hằng Ni một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày nha. Xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.